Đêm qua đêm 21 tháng 2, thị trường chứng khoán toàn cầu đỏ lửa. Đỏ lửa phải không anh em? Dow Jones mất hơn 2%, thị trường chứng khoán Mỹ bay hơn 2%. Chỉ sau một cái quyết định của ông Putin, đó là chấm dứt cái hiệp ước hạt nhân đối với Mỹ. Hôm nay sáng nay thì rất nhiều anh em alo hỏi: ơi, đánh giá nào tin này em ơi, tình hình Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không? Đánh giá nhanh nhá. Có vài cái tin tức giai đoạn này. Đầu tiên đó là cái tin chấm dứt hiệp ước hạt nhân. Đánh nhau từ tháng 2, tháng 3 năm 2022 đến giờ, đúng không? Cà khịa nhau, cấm vận nhau đủ thứ. Hai gia đình hàng xóm cạnh nhau thôi đánh nhau. Vậy theo anh em là sau này có hai đứa con, một nhà có một trai, một gái, có gả cho nhau theo cái đính hôn không? Theo cái giao ước trước kia không? Chắc chắn là không, đúng không? Vậy lúc này còn hiệp ước mẹ gì nữa. Nói chung là nó chỉ là cái tức nước vỡ bờ thôi đấy, chứ nó cũng chẳng phải là một tin tức gì mới mẻ cả. Anh em phải hình dung khi mà đã đánh đấm với nhau rồi, xung đột với nhau rồi, thì câu chuyện là cái gì nó có thể làm được nhá. Những cái đấy thôi, cái việc chính trị đấy mình nên để cho những cái tổ chức lớn người ta can thiệp, chứ nhiều anh em cứ vào phân tích bảo thế chiến này thế chiến kia ấy, đau đầu lắm nhá. Bây giờ người ta chiến tranh bằng tiền tệ nhá. Tiếp theo đó là cái câu chuyện về trong nước thì Novaland lại xin hoãn cái lô trái phiếu, đúng không? Cả nghìn tỷ. Nói chung là cái tin này thì em thấy nó chẳng có gì mới, ở phân tích suốt rồi. Thế nào nó tăng tạo hiệu ứng domino, đúng không? Hiệu ứng domino cho dòng bất động sản. Tin này thì chúng ta đã biết rồi, vẫn thu xếp thôi. Nó cứ thu xếp như vậy, đến khi nào đứng tối cao bên trên có cứu thì cứu, không cứu thì nó vỡ nợ, nó chết. Bây giờ nói chung là đứng tối cao bên trên sẽ quyết. Còn đứng tối cao là ai thì anh em chủ động, anh em phân tích. Phân tích một chút về vậy thì hai cái tin này liệu có ảnh hưởng thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua không? Thì Facebook ấy thì em có để một cái đó là các anh mẽo thì khá lạc quan về lãi suất. Cái chính nó là lãi suất anh em ạ. Với cái chỉ số CPI với PPI đoạn vừa rồi của Mỹ ấy, nó không mấy tích cực đâu. Thì Fed hoàn toàn có khả năng sẽ tăng trên 5% lãi suất. Và khi tăng trên 5% lãi suất ấy, lãi suất Fed ấy, thì câu chuyện là nó đã đi sai cái lộ trình của nó. Cái lộ trình của nó ban đầu chỉ tăng khoảng 5% thôi, mà nó tăng trên 5% là anh em hình dung nha, nó sẽ dẫn tới thế giới đi vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cái đấy là cái em đánh giá là chính, và nó sẽ ảnh hưởng đến VN-Index đấy. Hôm nay sẽ là một liều thuốc kiểm định cho VN-Index ở vùng 1060.